VFF ra quyết định không ngờ giữa huấn luyện viên Gong Eun Kim và thầy Park. Huấn luyện viên châu Âu hiến kế giúp đội tuyển Việt Nam dự World Cup. Bóng đá Việt Nam nhận gần 90 tỷ đồng tiền tài trợ. VFF ra quyết định không ngờ giữa huấn luyện viên Gong Eun Kim và thầy Park. Một chi tiết khá thú vị giữa huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim và thầy Park vừa được chính người trong cuộc tiết lộ. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đến Việt Nam sau khi mà U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng của SEA Games 29. Người đại diện Lee Dong-jun là người đã kết nối thầy Park với VFF và từ đó thì bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích vang dội tại đấu trường châu lục. Một chi tiết khá thú vị khi mà huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim và thầy Park đều được người đại diện Lee Dong-jun giới thiệu cùng lúc vào thời điểm đó. Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Tấn Hành, người được bầu Đức giao nhiệm vụ tìm huấn luyện viên ngoại cho bóng đá Việt Nam tiết lộ. Ông Lee gửi cho chúng tôi một danh sách các huấn luyện viên có thể đáp ứng tiêu chí và trong đó chúng tôi đặc biệt ấn tượng với lý lịch của hai huấn luyện viên, một già và một trẻ bao gồm cả Park Hang-seo và Gong Eun Kim, hiện là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam. Đối tác của chúng tôi tại Hàn Quốc là ông Lee Dong-jun, giám đốc công ty DJ Management. Ông là một nhà đại diện trẻ tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Trong lúc các nhà đại diện Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hành nghề tại châu Âu và Nam Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc thì ông quyết định tìm kiếm thị trường Việt Nam và theo thành niên. Sau 6 tiếng đàm phán, ông Park đã đồng ý trở thành thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Trước đó thì ông Nguyễn Tấn Anh đã cùng với đại diện VFF đàm phán với huấn luyện viên trưởng Takashi Sekizuka nhưng không thành công. Huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim được người hâm mộ biết đến khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup 2022. Đến với vòng chung kết U23 châu Á 2022 thì đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim đã bị loại ngay sau thất bại trước U23 Ả Rập Saudi tại tứ kết. VFF đang lên kế hoạch để gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim và hiện tại thì hợp đồng giữa thuyền trưởng U23 Việt Nam với VFF sẽ kết hạn vào cuối tháng 3 năm 2023. Huấn luyện viên châu Âu hiến kế giúp đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup. Huấn luyện viên trưởng Steve Derby, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nam Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam đã được đưa ra lời khuyên cho bóng đá Việt Nam để thể hiện hóa giấc mơ dự World Cup 2026. Vòng chung kết World Cup 2026 chính thức nâng tổng số đội từ 32 lên 48 khu vực châu Á được chia thêm 4 suất, từ 4,5 lên 8,5 suất tham dự. Điều đó đồng nghĩa cơ hội dành cho các đội tuyển ở top 5 đến 10 châu Á sẽ rộng mở hơn, trong đó có cả đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ World Cup thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải có kế hoạch chi tiết ngay ở thời điểm hiện tại. Trên trang Rocket FC của Malaysia, ông Steve Darby, người Anh, đã đưa ra lời khuyên cho bóng đá Việt Nam để hướng tới mục tiêu lịch sử này. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đà phát triển như chúng ta đang được chứng kiến ở thời điểm hiện tại. Điều cần làm với nền bóng đá này là ngay lập kế hoạch. Đầu tiên, các cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam nên hướng tới việc chơi bóng ở nước ngoài, thi đấu ở các giải có trình độ cao như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Đó cũng là lý do vì sao tôi tôn trọng những gì mà Quang Hải đang làm được. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ tiến bộ và sẽ mạnh mẽ hơn sau khi có kinh nghiệm thi đấu tại Pháp trong màu áo câu lạc bộ Pau FC, huấn luyện viên trưởng Steve Darby nói thêm. Trong quá khứ, ông Steve Darby từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giai đoạn từ năm 2001-2002. Sau đó, ông nắm đội tuyển bóng đá Thái Lan 2008, dẫn dắt đội U23 Thái Lan năm 2009. Tiếp đến, ông Steve Darby nhận lời dẫn dắt đội tuyển Lào và đem lại nhiều khởi sắc cho bóng đá nước này. Trên cương vị dẫn dắt câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng người Anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm khi dẫn dắt một số câu lạc bộ của Johor từ năm 1998 đến 2000, VAS Kelantan năm 2014 của Malaysia và Home United của Singapore từ 2002 đến 2005. Với kinh nghiệm của mình thì ông Darby tiếp tục đưa ra lời khuyên cho bóng đá Việt Nam, cụ thể là các đội bóng tại V-League. Điều thứ hai mà tôi muốn đề cập đó là giới quản lý bóng đá Việt Nam nên giảm số lượng và tăng chất lượng cầu thủ nước ngoài cho giải quốc nội. Các tiền đạo nội không thể tiến bộ nếu như họ không được trao cơ hội thể hiện trong màu áo của các câu lạc bộ. Giải trong nước của Việt Nam đừng chỉ quan tâm đến dạng cầu thủ cao lớn nhưng kém trình độ chơi bóng. Hãy tìm những cầu thủ giàu kinh nghiệm từ Đông Âu, Nhật Bản hoặc Argentina, huấn luyện viên trưởng Steve Darby chia sẻ. Ngoài lời khuyên về mặt chuyên môn thì huấn luyện viên trưởng Steve Darby cũng lưu ý đến khâu hậu cần của bóng đá Việt Nam. Thứ ba thì các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng sân bãi, chất lượng các trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ và điều cuối cùng, họ cần phải có đội ngũ chuyên viên y tế chất lượng cao nhằm tránh cho các cầu thủ dính phải những chấn thương không đáng có, vị huấn luyện viên người Anh kết lại. Cũng liên quan đến kế hoạch dự World Cup 2026 thì bình luận viên Quang Tùng khẳng định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần quan tâm tới lứa cầu thủ trẻ ngay từ bây giờ để làm nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Thậm chí, anh còn cho rằng phải mất tới hàng chục triệu đô la thì giấc mơ World Cup mới có thể thành sự thật. Nhưng đây là bài toán rất khó với bóng đá Việt Nam. World Cup 2026 còn 4 năm nữa nhưng thực tế chúng ta chỉ có 3 năm để chuẩn bị cho bước vào vòng loại. Điều quan trọng lúc này là chất lượng của các giải vô địch quốc gia, sự quan tâm tới các tuyển trẻ và bài toán đầu tư cụ thể là bao nhiêu tiền. Các quốc gia đặt mục tiêu dự World Cup họ thường phải chi hàng chục triệu đô la và đó là bài toán không hề dễ với Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng nhận định.
bóng đá Việt Nam nhận gần 90 tỷ đồng tiền tài trợ. Bóng đá Việt Nam nhận gần 90 tỷ đồng tài trợ từ Tập đoàn Thể thao Động lực trong buổi lễ ký kết các hợp tác diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 10. Chiều 24 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Thể thao Động lực. Theo đó, từ năm 2022 đến 2025, bóng đá Việt Nam sẽ nhận tài trợ khoảng 90 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật. Các sản phẩm được tài trợ cho VFF và VPF gồm có bóng thi đấu, bóng tập luyện và trang phục làm nhiệm vụ cho trọng tài. Giám sát tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký cho biết. Theo ước tính của VFF, tổng số các trận đấu vòng loại 1 năm của các giải đấu từ U9 đến U21, futsal, bóng đá nữ và các giải chuyên nghiệp rơi vào khoảng 1.700 đến 1.800 trận. Vì thế mà việc ký kết sẽ hỗ trợ nhiều cho công tác phục vụ tổ chức các trận đấu. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc cho biết, kể từ khi mà VPF thành lập cho đến nay, bóng thi đấu của Động lực luôn đồng hành với các giải bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, toàn bộ trang phục mang thương hiệu Zagabola cũng được trang bị cho các đội ngũ trọng tài. VPF đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Động lực trong những năm qua. Lễ ký kết được xem như là khởi đầu hướng đến mùa giải mới. Chúng tôi tin tưởng sự đồng hành của Động lực sẽ góp thêm thành công cho giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.